Vâng, xin mời các bạn hãy cùng với chúng tôi, chúng ta, những người trẻ trong vùng ngoại biên, đến với nhau, cùng đến với Chúa và giao lưu với nhau. Giờ đây, chúng ta hãy chia sẻ với nhau niềm vui của những người ở ngoại biên, niềm vui để đưa Chúa đến từ các vùng ngoại biên, rong ruổi về với nhau, để ở với nhau và chơi với nhau. Sau đó, những người trẻ đến với Vũ Phúc, hãy đến vùng ngoại biên. Vâng, các bạn có thể thích thì các bạn có thể đứng ở sát đây. Các bạn quay xuống hoặc các bạn có thể đứng lên cùng với chúng tôi để nhảy. Ngày hôm nay trời hơi nắng, các bạn quên nó đi để chúng ta cho nhau những cái để cho chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn, đậm tình Chúa, đậm tình người trẻ với nhau. Rồi, ok, xin mời các máu. We'll be right back.
hình như là các bạn có thể nói là có thể nói là khi mà công trạng các bạn nóng nóng chưa, các bạn nóng chưa, các bạn không nóng mà rõ ràng là mình thấy là các bạn đang rất là bình khởi. Tại sao những cái cử động đẹp như này, tại sao chúng ta dành cho nhau những nụ cười tươi sáng này hết thành những tràng pháo tay của chúng tôi đâu, những tràng pháo tay to hơn nữa chúng tôi đâu. Các bạn có muốn thi sách giáo chúng tôi không ạ? Có muốn thi không ạ? Thử nhé. Vâng, chúng tôi hôm nay chào đón những người anh em giới trẻ đến từ giáo chú Vân Đình. Vâng, chúng tôi những người trẻ đến từ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng tôi chào đón anh em giới trẻ đến từ Đông Mỹ. Vâng, và một thành viên giới trẻ hôm nay đến đây với một lực lượng cũng cực kỳ hùng hậu, những người con trai Chúa, con cái Chúa của giáo xứ Sơn Miên, một giáo xứ cũng rất là hùng hậu và đang được sự coi sóc của cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn. Chào đón anh em giới trẻ đến từ giáo xứ Sơn Miên. Sơn Miên chọn màu này là hơi lạ đấy nhá, chọn màu này hơi lạ, tí nữa sẽ nói cái màu này nó là màu gì. Ok rồi, chúng tôi thưa anh em thân mến là các bạn nhìn vào cái logo của mình chưa, cái khẩu hiệu sống ở nơi áo bạn chưa. Chúng tôi sẽ hô đến đâu thì giới trẻ nơi đó sẽ hô, chẳng hạn như là ví dụ như của chúng tôi là chẳng hạn là giới trẻ giáo xứ Đồng Danh, các bạn sẽ hô là gì ạ? Giới trẻ giáo xứ Đồng Danh đi nhiều hy vọng bốc 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 hay thì như thế đấy, thì kết hợp hơi gần như ở mình biết không. Vâng, chúng tôi những người anh em giới trẻ đến từ giáo xứ chủ nhà Đồng Danh. Ok, chào đón anh em giới trẻ với một sắc vàng rực rỡ, những người anh em giới trẻ đến từ giáo xứ Tây Sơn, một màu đỏ bốc lên rượu này uống được, những người con trai hơi gầy nhưng mà con gái thì hơi đậm vẫn đáng yêu và vẫn xinh như thường. Chúng tôi chào đón anh giới trẻ đến từ Bắc Sơn. Tuyệt vời, cho Bắc Sơn một tràng pháo tay. Họ hết hơi rồi. Rồi xin mời anh, xin mời các em, xin mời các bạn. Vâng, một sắc màu của những thú vịt xinh tươi. Họ là những thú vịt đáng yêu vô cùng. Họ tuyệt vời, họ dễ thương nhưng họ rất là đông đảo. Chúng tôi yêu thương, hân hoan và chào đón những người anh em đến từ giáo xứ Vân Đình. Tuyệt vời, một tràng pháo tay cho Vân Đình. Vâng, một sắc trắng da đỏ cũng rất là dễ thương nhưng không phải là các người. Chúng tôi cho dù là rất ít nhưng mà chúng tôi rất là yêu đại hội. Chúng tôi yêu người trẻ. Chúng tôi, những người anh em giới trẻ đến từ giáo xứ Vô Bản. Chúng tôi lại phải nhắc lại các bạn một lần nữa, hầu như tất cả ngồi đây so với mảnh đất của tổng giáo phận Hà Nội của mình, chúng ta là những người ở vùng, chúng ta là vùng ngoại biên, chúng ta chỉ là ở ngoại biên thôi. Nhưng mà chúng tôi đã nói chuyện với cả cha đặc cách giới trẻ của tổng giáo phận là cha xứ ở nơi đây. Chúng tôi đã nói chuyện với cha đặc cách giới trẻ của giáo hoạt, cha gì ạ? Giáo hoạt Mỹ Đức Hòa Bình, nói rằng là nơi đây chỉ được gọi là tên gọi vùng đất ngoại biên thôi, nhưng những trái tim này lửa nhất của tổng giáo phận Hà Nội. Một tràng pháo tay đã. Có chắc chắn không? Có chắc chắn không? Chắc chắn nhỏ quá, chắc chắn quá nhỏ, chắc chắn. Sẵn sàng. Những kẻ này sẵn hơi nhỏ, sẵn sàng to lên rồi rồi. Các bạn có sẵn sàng trở thành những trái tim nóng bỏng nhất của tổng giáo phận không? Sẵn sàng. Ok, một tràng pháo tay cho tất cả những người trẻ ở vùng ngoại biên nhưng trái tim thì luôn luôn rực cháy. Ok, chúng tôi dành một tràng pháo tay, một sự nồng nhiệt chào đón một đội ngũ giới trẻ vô cùng hùng hậu đến từ quê hương Cần Thơ. Họ hơi chậm tính, họ tuyệt vời. Ok, một tràng pháo tay cho họ. Vâng, tôi phải nói với các bạn về rằng là có một cái mảnh đồi nơi đây thì cao ghê gớm,
con gái thì kêu, con trai thì đánh giá. Ở đây thì các bạn ấy thường thường là lấy vợ lấy chồng hơi trễ, nhưng mà họ được cái này là họ yêu nhau rất thắm thiết, họ yêu sức khỏe, một tình yêu vô cùng lớn lao. Chào đón anh em với trẻ đến từ Hòa Cáo. Đấy, người Hòa Cáo này chúng tôi đã gọi một chàng tay cho anh em. Vâng, một chàng vỗ tay chào đón anh em với trẻ đến từ một cái giáo xứ mà họ nói được rằng là họ là những người trung thủy, vì họ mang trên mình sắc tím rất dễ thương, ân tình. Chào đón những người anh em đến từ giáo họ Đông Mỹ. Nói với Chúa, nói về Chúa. Đấy, những người Đông Mỹ họ nói với ta là đấy, những người trẻ như vậy. Chúng tôi đang chơi hiểu là các bạn giới trẻ đến từ, anh em giới trẻ đến từ Bồng Chiêm. À vâng, chúng tôi hân hoan chào đón những người anh em giới trẻ với một sắc màu cực trẻ. Đó là, nhưng không phải là trẻ con. Những người anh em giới trẻ đến từ giáo xứ Tân Yên. Câu nói này của ai? Câu nói này của ai? Yêu nhau đi rồi hãy làm những gì bạn muốn, đúng không ạ? Vâng, chúc mừng đấy. Hãy dành cho anh em thêm một tràng pháo tay. Vâng, chúng tôi phải nói với các bạn là mỗi một cái đại hội ấy, chúng tôi thích làm điều này để thực sự làm là chúng tôi rất là hân hạnh, trân trọng để cảm ơn con người đang hiện diện nơi đây. Các bạn đến đây để làm đẹp cho đại hội, cho mừng năm bước. Thời đang rất là nắng nóng, các bạn có thấy là các bạn đang bị cảm giác đổ mồ hôi ở trên khuôn mặt của con người không ạ? Có không ạ? Các bạn có muốn sẵn sàng để đổ mồ hôi trước không ạ? Sẵn sàng không? Rồi, sẵn sàng thì xin mời các bạn chờ ta. Chúng ta hãy làm với nhau một vũ khúc như này. Ở trên mảnh đồi này, ở trên mảnh đất này, chúng ta nói với nhau rằng là chúng ta là những người ở vùng ngoại biên, nhưng mà chúng ta có những cái trái tim của Giê-xu. Chúng ta là những thiên thần nhỏ bé ở vùng ngoại biên, nhưng chúng ta cảm thấy là sức ấm nóng của chúng ta vô cùng lớn lao, và chúng ta hạnh phúc vì chúng ta là con Chúa, và chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cảm thấy chúng ta đang đi tìm một lý tưởng cho đời người trẻ mình. Đó chính là Giê-xu. Sẽ không còn là chỉ là đồng danh đi tìm Giê-xu, không chỉ Gò Cáo, Tân Hội, Sơn Miên, Đông Mỹ, nhưng là của tất cả những người anh em với trẻ đến từ muôn nơi. Vâng, xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm Giê-xu. Các bạn hãy nhảy với những cái vũ điệu thoải mái nhất, tươi sáng nhất. Nó sẽ là hơi nắng nóng, hệ nó. Ai đó cảm thấy có mùi mồ hôi, tự nó. Ngày hôm nay là ngày để chúng ta đến đây để chúng ta tặng cho nhau mồ hôi. Phát định là như thế, tặng cho nhau những nụ cười và tặng cho nhau những sự lăn xả cho đạo hội này.
khi ở lại với chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và con và Thánh Thần. Amen. Em thứ nhất mà ngồi, ok, xin mời em ngồi, em không phải quay lên, em quay nhanh, có nhìn mình em. Rồi, chúng ta bắt đầu vào giờ chia sẻ. Vâng, chúng tôi hân hoan chào đón anh em giới trẻ đến từ giáo xứ Gò Mu. Vâng, thưa các bạn thân mến, anh em Gò Mu vừa đến với cả chúng ta. Các bạn có 30 giây để nhắn nhủ với nhau, để cử một đại diện lên đây để chia sẻ, anh sẽ gọi từng nơi một. Xin các bạn hãy với lòng nhiệt tình nhất, tha thiết nhất. Các bạn hãy yêu thương nhau nhất. Thưa các bạn là cha, vâng, cha là trách giới trẻ thì vừa đi qua. Nhưng thưa các bạn thân mến, từ sáng giờ này chưa ăn gì. Mẹ chúa tôi cho mở mổ 5 con lợn, nhưng mà chưa động một miếng lợn nào. Chỉ ăn được một miếng lòng, xong rồi bảo là ừ, lòng lợn ngon quá, thế thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn các bạn là chúng ta hãy chia sẻ với nhau cái câu chuyện về quê hương mình. Ai đại diện lên thì chia sẻ như này. Chào tất cả đại hội, chào các bạn giới trẻ. Tôi người giới trẻ của giáo xứ, mình người giới trẻ giáo xứ Xuân Thái. Mình tên là này, thì mình đại diện cho anh em giới trẻ chia sẻ về tình hình của những người trẻ trên quê hương mình. Giới trẻ của chúng mình thì số lượng khoảng như này. Chúng mình thì vẫn đang hoạt động đều như này, hàng tuần hàng tháng như này. Chúng mình cảm thấy thời gian này thực sự một người trẻ của quê mình thế này. Nhưng giới trẻ của mình hiện tại bây giờ đang gặp một số những cái khó khăn này, thực sự là khó khăn. Mình và tất cả những người anh em giới trẻ của quê hương mình, của Phi Thá chẳng hạn, thì mong muốn đến điều này và rất là tha thiết gửi với đại hội điều này, và xin là chúng xin các bạn hãy cầu nguyện với chúng tôi, vân vân. Anh em đồng ý không? Anh em đồng ý không? Xin mời anh em giới trẻ của giáo xứ Gò Cáo. Rồi, xin mời các bạn. Tôi nhắc lại với các bạn một lần nữa, tất cả những con người dám đại diện cho giới trẻ quê hương mình lên đây để nói lên câu chuyện của người trẻ quê hương mình, ít nhất các bạn sẽ nhìn thấy ở nơi họ đó là những chứng nhân sống, những chứng từ sống của những người trẻ sống với tất cả những cái câu chuyện rất bấp bênh, khó khăn, chán nản, nông nổi, nông cuồng, nổi loạn và yêu thương dạt dào, cho đi tất cả của tình yêu người trẻ, nơi những người, và đặc biệt nhất là những người dám lên đây để đại diện cho anh em quê hương mình nói điều đó. Một tràng pháo tay cho những người, trong người anh em đến từ giáo xứ Gò Cáo. Cảm ơn. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào tất cả các anh em đã có mặt tại buổi đại hội hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em là Paulo Nguyễn Công Huấn ạ. Hiện tại em đang ở thuộc giáo xứ Gò Cáo, hạt giáo hạt, giáo hạt Thanh Oai. Hôm nay em có một chút tài năng tự tin đến chúng em chia sẻ về hành trình của những trường giáo xứ Gò Cáo của chúng em ạ. Đầu tiên là về quê hương Gò Cáo là một vùng đất rất là người đồng mới, nhưng mà chưa được khai thác và vẫn rất đất, như cái tên đã nói thì là Gò Cáo thì rất là nhiều cá ngoan cá giả, nhưng trong khi đó cáo sinh cũng có mà cáo đẹp trai cũng có, độc thân còn rất nhiều. Một tràng pháo tay, các bạn phải năng động vỗ tay lên để cho họ, cho mọi người có tâm tình để chia sẻ tiếp ạ. Mặc dù mang tên một vùng đất xa xôi, nhưng mà Gò Cáo chúng em không thể nhiều ạ, nhưng mà vào được tình cảm ạ. Các bạn giới thiệu, các bạn bây giờ đang được bao nhiêu người, đang ngồi trẻ thường thường đi sinh hoạt được bao nhiêu, trong tháng các cái phục vụ gì không? Thưa anh, là giới trẻ chúng em hiện tại nếu mà tính tất cả của xứ thì khoảng 200 bạn. Nhưng mà tham gia với trẻ một cách là nhiệt tình và đầy đủ thì chắc khoảng được 80 bạn. Trong hàng tuần, những tuần của các tháng thì giới trẻ chúng em có việc phục vụ vào hành lễ chính nhật ạ. Và chúng em thường tổ chức vào pháp và chủ đề. Nói thật là chúng em thật sự mà nói tâm sự là ngày con thầy vừa rồi của giáo xứ Gò Cáo là được những bạn trẻ. Lúc đó thì chắc là do năng lượng của sự sức khỏe của tuổi trẻ cũng như là sức khỏe của tinh thần của anh em, lúc đó đã quy hoạch được một số lượng rất là đông. Nhưng mà sau khi sau một buổi tinh thần đó, buổi đầu tiên của tuần tới đi học khác thì được 70 bạn. Rồi
dần dần lứa trẻ chúng em còn 60, 50 và đến hiện tại bây giờ là bình quân hàng tuần đi hát thì được 40 trẻ. Một tràng pháo tay tuyệt vời, quá tuyệt vời. Anh chia sẻ về những cái năng lượng, những cái mà các bạn đã làm cảm thấy rất là sôi sắng, rất là nhiệt huyết, rất là gắn bó ở cái gì, sau đó là những cái khó khăn là cái gì và xin tình nguyện cho các cô chú của anh chị. Dạ vâng, em xin tự tin và khoe về điểm mạnh của đại chúng em là gì là kỳ diệu ạ. Thật tuyệt vời, đúng là như thế, tuyệt vời, làm rất tuyệt vời. Và một điều em rất mong muốn với tất cả các bạn trẻ ở đây đã có mặt ngày hôm nay, xin các bạn trẻ hãy đi ra. Hãy đưa ra một lời cầu nguyện đến với các cháu ngày một phát triển và thăng tiến. Được rồi, các em thưa, em cần làm mít xuống đi. Ok, cảm ơn em. Thưa các bạn thân mến, bao nhiêu người vừa đây nghe đầy đủ câu chuyện của bạn đạo diễn với giới trẻ và cá chia sẻ từ đầu tới tất cả mọi người chứng tâm để nghe tất cả những ai đang chứng nghe cái tay. Các bạn tự tin lên, các bạn tự tin nghe cái câu chuyện của những người gò cá, các bạn xin mời các bạn cái tay. Anh em của Bắc Sơn có thể không sẵn sàng không ạ? Một tràng pháo tay một lần nữa cho gò cáo. Vâng, chúng tôi trước khi chia sẻ tiếp, chúng tôi hân hoan yêu thương vô cùng và chúc mừng vô cùng chào đón những anh em giới trẻ đến từ giáo xứ Nghĩa Hải. Vâng, cảm ơn anh em Nghĩa Hải. Chúng tôi xin mời các bạn vô đi và chúng tôi muốn các bạn hãy tiếp tục kể câu chuyện này luôn. Người gò cáo có một đội quân hùng hậu khoảng tầm gần 200 anh em giới trẻ, hiện tại đang đi sinh hoạt khoảng chừng 80 bạn trẻ đi học hát. Đó là cái câu chuyện mà rất là thật sự là bình thường mà mỗi một tuần một lần là vô cùng khó. Như những kẻ này, những con người đáng yêu này phải vẫn đi học đi tập hát với nhau được gì ạ? Được 40, 50, có khi 30, có khi 60, có khi 70. Đó là tinh thần vô cùng tuyệt vời. Bởi vì một tuần để giữ được cái nhất thống đạo đức đấy, để giữ cái tinh thần phục vụ đó không đơn giản một tí nào. Nhưng những người anh em gò cáo làm được điều đó. Và thưa các bạn thân mến, tôi đồng hành và tôi đi cùng với các bạn trong nhiều năm tháng qua, những người anh em gò cáo tuyệt vời. Một lần nữa cảm ơn Chúa, chân thành cảm ơn anh em gò cáo vô cùng. Và chúng ta sẽ trong thánh lễ ngày hôm nay, cùng với những người anh em của đồng danh, cầu nguyện của đồng danh, chúng ta sẽ cầu nguyện cho gò cáo, cầu nguyện cho cả những người tiếp theo sắp tới lên chia sẻ đây. Và giờ đây xin mời đại diện của anh em giới trẻ đến từ giáo xứ Phi Cá, xin mời anh em và xin mời tân hội chuẩn bị. Vâng, xin mời anh Phi Cá. Tôi lại phải nói lại một lần nữa, những kẻ đứng ở trên sân khấu này nói về câu chuyện của quê hương mình, đó là những chứng nhân sống của những người trẻ trong giáo hội và trong tổng giáo phận ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho đại diện của giới trẻ đến từ Phi Cá. Vâng, xin mời bạn bắt đầu câu chuyện của người Phi Cá. Câu chuyện của người Phi Cá xin được phép bắt đầu. Vâng, lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào tới tất cả anh chị em giới trẻ đang có mặt ở đây ạ. Vâng, để tránh mất thời gian của chương trình đại hội ngày nay thì em xin phép đi vào luôn cái vấn đề của giới trẻ và xin chia sẻ chúng em. Thì đầu tiên giới trẻ chia sẻ chúng em thì đang hiện tại có khoảng 150 các bạn trẻ và sự sinh hoạt của các bạn giới trẻ hiện tại đang ở Phi Cá thì cứ một tháng, cứ thứ đầu tháng chúng em có chương trình thánh lễ vào ngày Chủ nhật và cứ thứ ba đầu tuần thì cha sứ có cho thánh lễ vào ngày thứ ba và tiếp tục đó là sáng Chủ nhật đầu tháng thì anh chị em giới trẻ Phi Cá có tổ chức các chương trình như là ve chai hoặc sinh hoạt và các chủ nhật đầu tháng. Khi
nào mà các bạn cảm thấy cái sức nóng của nơi mảnh đất quê hương đấy, nếu là một việc thực sự tuyệt vời, các bạn cũng cần trong năm đã được thành công. Nếu là những cái câu chuyện mà các bạn được xúc động, có thể không nói lên được vì quê hương mình còn quá nhiều trăn trở, thì cũng nên dành cho mảnh đất nơi đấy qua bạn đại diện cũng một tràng pháo tay thử xem. Vâng, tiếp theo đó là cái vấn đề hoạt động. Thì giáo sư xin chào chúng em tự tin. Đó là chúng em chắc hẳn là tất cả các bạn trẻ trong giáo học của chúng ta thì sẽ đều có vấn đề này. Đó là chúng em rất là hay hoạt động trong các cái chương trình văn nghệ cũng như là sinh hoạt. Đó là cái vấn đề mà chúng em rất là tự tin trong các cái vấn đề phục vụ nữa. Còn một số vấn đề mà chúng em chưa làm được, đó chính là các bạn vẫn còn chưa có đủ cái sự nhiệt huyết trong cái vấn đề phục vụ nhà chứa. Chúng ta còn đang trong các cái vấn đề của trào lưu và các cái vấn đề của xã hội như là đam mê điện thoại hay là những cái thú vui của các bạn trẻ hiện tại bây giờ. Em xin được nhờ sự trợ giúp của anh đó trong câu hỏi tiếp theo. Hôm nay em đến đây, em là người đại diện của Tư Xá. Em là người, anh Nguyên được quan sát và em là người rất yêu đại hội. Em đi rất nhiều đại hội. Em mong muốn đại hội của những người trẻ con gái mình tham gia rất là gì. Một vấn đề mà em rất muốn ở các bạn trẻ bây giờ, đó chính là không chỉ dành các bạn đi hoạt động của những người giới trẻ, mà mình rất muốn các bạn khi trở về các giáo xứ, không chỉ hoạt động của những người trẻ mà chúng ta có thể giúp thêm, đó là vấn đề của các bạn thiếu nhi và các chương trình giáo lý. Và hiện tại thì em đang thấy trong học và nghiêm học Mỹ Đức Hòa Bình của chúng ta ở đây thì mới được tách từ giáo học Thanh Oai ra, và cái vấn đề về chương trình giáo lý hay là các chương trình sinh hoạt của thiếu nhi trong học chúng ta còn đang rất là yếu và rất là vi phạm trong học Mỹ Đức Hòa Bình của chúng ta đây. Trong tương lai chúng ta sẽ về và giúp các bạn thiếu nhi trong các chương trình về thiếu nhi sắp tới. Tuyệt vời. Có thể các bạn có rất nhiều câu hỏi dành cho bạn với một con người rất là nhiệt thành. Cảm ơn những người anh em xinh xắn. Có rất nhiều điều để nói, nhưng mà tôi phải nói với các bạn là những con người phi giá các bạn, mà khi mà các bạn về đến rồi các bạn thấy được rằng là thực sự là con gái ở đấy có phải là hơi khác cạnh một tí, nhưng con trai rất nhiều lần. Bao nhiêu cô gái ở đây đồng ý với anh điều đó đâu đây? Bao nhiêu cô gái và chàng trai ở đây ngoại trừ phi giá là đồng ý thì vỗ thật cao lên đây. Các bạn thấy không? Anh chỉ mới nói là góc cạnh thôi, chứ còn chưa phải nói là vô vốn. Chỉ là góc cạnh thôi. Góc cạnh đó là những người con gái rất là gì ạ? Đó là những người con gái họ tự tin cho mình một cái điểm, đó là gì? Đó là mình đẹp. Mình có quyền và mình rất là tự tin. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn em. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Một tràng pháo tay đại diện cho đại diện Thi Thái. Xin mời anh em đại diện của một đứa trẻ rất là hùng hậu, rất là... Anh phải dám nói được rằng là trong nhiều năm gần đây, những người trẻ ở trên mảnh đất này họ rất nhiệt huyết. Họ đến từ một mảnh đất ngày xưa rất là khó khăn, nhưng bây giờ thế hệ của các bạn trẻ đang lên và đang phát triển rất là rực rỡ. Có thể sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà anh biết chắc một điều, các bạn có rất nhiều thao thức ở giờ đây. Tất cả đại hội rất là muốn lắng nghe được cái thao thức của các bạn. Xin mời các bạn. Xin mời đại diện của giới trẻ đến từ Bắc Hồ. Anh biết là em đang đi như này là không phải là đi mà là bay, tức là nó thao thức quá. Cái đôi chân nó cảm giác là nó không có gì ạ, không có trọng lượng, tức là nó nhẹ như kiểu cái cánh đang giúp mình lên vậy, được không? Rồi, trân trọng mời em là người làm người đã sinh hoạt rất là nhiều, rất rất nhiều, nhưng hình như là có hoàn toàn ít ngắn thời gian ở đây, nhưng em bận rộn như vậy. Bây giờ đây dẫn rất là muốn lắng nghe chia sẻ của em đại với đại diện với những câu chuyện của những người trong hội. Một tràng pháo tay cho quê hương Cần Hội. Lần đầu tiên tôi xin phép chào tất cả anh chị em giới trẻ của các giáo sứ đã quy tụ về đây để mình với quan thầy của giới trẻ giáo sứ Đồng Văn. Xin được mọi người lời chào trân trọng nhất.
Em xin chia sẻ đây là về giới trẻ của giáo sứ chúng em. Giới trẻ giáo sứ chúng em hôm 8 tháng 8 là chúng em thành thánh Đa Minh rồi, rồi chúng em quy tụ được 115 thành viên về mình đấy em. 115 thành viên về, của thành viên của giới trẻ giáo sứ. Thì sau cái buổi quan thầy đó thì chúng em vẫn duy trì được cái mức độ mà các bạn mà số thành viên tham gia là tỷ lệ là 80%. Mỗi tháng chúng em sẽ có thành lễ đứa trẻ vào 7 tháng là ngày thứ bảy. Thì 7 tháng là đứa trẻ chúng em sẽ đi ve chai vào ngày thứ nhất từ 7 tháng. Và em có một điều cũng thấy là đứa trẻ gặp chúng em là các bạn thành viên mới vào là rất là nhiệt huyết. Mọi người tham gia được rất nhiệt tình. Lúc em kêu gọi từ chương trình mọi người đã tự tác hết mình để tham gia vào các chương trình mà em đã đề ra. Cái đấy là tự hào nhất về đứa trẻ gặp chúng em. Còn có những điều chúng em cũng vẫn còn chăn trở là vì các bạn là thành viên thì cũng có người nọ người kia, thì cũng có một số các bạn thì là tham gia được vào đôi lúc là tham gia nhưng mà không phải thì có một số thành phần nhỏ trong giới trẻ giáo sứ chúng em nên thì em mong là hy vọng là các bạn có thể sau những chương trình đi quan thầy đại hội này học hỏi được nhiều thứ thì mình sẽ thay đổi bản thân, có thể có bước đột phá và những bản thân của cá nhân mình để phát triển giáo sứ ngày một lớn mạnh hơn. Tuyệt vời. Cảm ơn em. Anh rất là muốn hỏi em nhiều điều nhưng mà hình như là em đã trả lời rất là đủ và rất là gọn. Bởi vì em cũng là một người rất là kinh nghiệm với sân khấu và em cũng là một người rất là gần gũi với các bạn đối trường. Anh phải nói với là các bạn này là khi chúng ta nghe những câu chuyện về những người trẻ của mỗi nơi, không phải bên đây nếu như mà với những câu chuyện chia sẻ nó quen quá thì nhiều thì như các bạn cảm giác không bị rung động. Thưa các bạn thân mến, nếu như để có được một tháng đi ve chai một lần như ở đây để có được phục vụ hàng tuần một lần với đức việc là hát lễ, rất nhiều giới trẻ ở nơi đây và rất nhiều giới trẻ trong tổng giáo phận Hà Nội của mình phải khao khát. Các đồng ý không ạ? Các bạn có đồng ý được điều đấy không ạ? Các bạn phải thấy được rằng là khí thế của những người trẻ của tâm hội hay là về những người đang sinh sống về chia sẻ và của Gò Cái nữa, các bạn thấy sức sống giới trẻ rất là tuyệt vời. Các bạn biết lắng nghe nhau, cái điều lắng nghe là rất vô cùng đẹp, vô cùng câu chuyện nó sẽ còn rất là dài nhưng vì thời gian không cho phép đại diện cho các bạn đối thoại. Cảm ơn các em và cảm ơn những người tâm hội. Xin các em cứ mãi đẹp như thế này, đẹp như cái trang phục thân lương của các em, những chàng trai cô gái đầy sức sống của tâm hội. Một tràng vào tay, cảm ơn tâm hội. Tiếp theo em xin mời giới trẻ của gia thứ này vô đây, xin mời sẵn sàng luôn. Ok, xin mời giới trẻ của gia thứ Bắc Sơn. Thưa các bạn thân mến, thì bạn cũng là một người rất là nhiệt thành, tức là vì nếu như mà đi đâu ấy, nhìn thấy con người nhiệt thành cái thường thường như này, thường thường họ là trẻ trước tuổi, chẳng hạn ví dụ như anh năm nay mới hơn 30, khoảng tầm 31-32 thì phải, đấy chẳng hạn như thế, ví dụ vậy, chẳng hạn như chàng trai này năm nay mới chỉ khoảng tầm trên 40, chỉ hơn 50 thôi, đấy. Chúng tôi tự hào vì chúng tôi một cái đại hội với trẻ nhiều, với trẻ vô cùng. Các bạn mà biết rồi là về đây nhà tôi, bạn về tới trạm đây là tôi vẫn còn đang ở tuổi đang yêu. nhiều vô cùng, mặc dù là cái cảm giác cuộc sống cũng rất là phong phú. Nhưng tôi nói điều đó để bạn biết được rằng là nhìn đến những con người rất là quen thuộc thì các bạn sẽ nhận thấy được rằng là họ có rất nhiều hoa thức, rất nhiều tình yêu để trao cho những người anh em giới trẻ thân yêu mình. Và đây đại diện cho giới trẻ Bắc Sơn, xin mời em chia sẻ những câu chuyện về quê hương của bạn. Lời đầu tiên cho em xin chào cha, ông Báo và tất cả các anh chị và các bạn trong để đồng lễ con thầy của giáo sứ Đồng Văn. Em là anh tự nhận tên là Nguyễn Xe Nguyễn Việt, em là trưởng của giáo trưởng giáo sứ Bắc Sơn. Hiện tại giáo sứ Bắc Sơn của chúng em có khoảng tầm 70 bạn trẻ. Bọn em sinh hoạt và thánh lễ được tra xứ cho vào ngày
tuần 3 của tháng trong tháng. Và những cái em xin kể ra những cái ưu điểm của giới trẻ giáo sư chúng em. Giáo sư chúng em thì mới thành lập, mới lên xứ cách đây được 2 năm. Thế nhưng mà trong 2 năm đấy, em thì em mới làm trưởng. Em mới làm trưởng cách đây được gần tháng 9 này là gần 1 năm. Em nhận thấy là giới trẻ giáo sư Lạc Sơn từ khi lên xứ các bạn thay đổi. Trước kia thì kêu gọi các bạn thì các bạn là đi cho có, nhưng mà từ khi lên xứ xong kêu gọi các bạn nhiệt huyết hơn, chịu khó đi lễ hơn. Và một cái chính bản thân em thấy có chính xem thay đổi đó là các bạn rất chịu khó đi học hát. Và một tháng em đi đưa chai được một lần, mỗi một tháng em đi trong một lần. Bác Sơn được biết đến với được danh là Đức Hạ Long thu nhỏ. Một tràng ở đây đã. Ôi, tuyệt vời vậy. Bác tới đi du lịch là không mất tiền đấy chẳng vậy chứ. Và bọn em có được danh là cha Bác Sơn như vàng liên giá và gái Bác Sơn như đào quý như năm. Tuyệt vời. Anh mong muốn qua các buổi đại hội như thế này, chúng ta cảm thấy gắn bó với nhau nhiều hơn, chúng ta giao lưu với nhau nhiều hơn. Qua đó chúng ta có thể là qua những buổi đại hội này chúng ta kết duyên được với nhau. Bây giờ em thấy tình trạng là người các bạn trẻ lấy chồng bên biên rất nhiều. Điều đấy cũng là điều mong muốn để tất cả các cha và các cô là muốn các bạn đi tham gia giới trẻ để học hỏi và qua đó cũng để tìm được một nửa mảnh đề cho cuộc đời mình. Một lần nữa em xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện về giới trẻ giáo sư Bác Sơn chúng em. Tuyệt vời. Sai Bác Sơn thì sao ạ? Nói về đều với nhau rồi. Trai Bác Sơn sao ạ? Gái Bác Sơn sao ạ? Sau hôm nay nhé, sau đại hội này, sau hôm nay Thái sư cá thì sao ạ? Thì vô hướng ở đây là vừa ở đẹp nhưng mà lại vừa đẹp và vừa hiền. Nhưng mà gái sư cá thì hơi cộng gốc tí hơi là nặng đấy. Từ lần sau rồi đi, chúng ta sẽ gặp nhau và chúng ta hỏi thì trai mỗi nơi sẽ là gì? Và gái mỗi nơi sẽ là sao? Đúng không ạ? Đấy, người Bác Sơn họ còn dám để tìm cho mình được gì ạ? Một cái vẻ đẹp của con trai ở nơi đó, con gái ở nơi đó. Và họ tự hào là quê hương Bác Sơn là gì ạ? Vịnh Hạ Long sao? Vâng, Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Thưa các bạn, anh sẽ làm bên cầu nối, các bạn sẽ đến đấy thì không mất tiền, nhưng mà từ khi ăn cam và xúc xích ra cái gì thì phải từ chú thôi. Nhưng mà các bạn cứ sẵn sàng đi, chúng ta sẽ mời nhau đến đó để giao lưu với nhà anh em Bác Sơn. Và hình như Bác Sơn đang ở trường là bao nhiêu đấy? 22 tháng 10, lễ thành và giáo hoàng Giang Phá Lô Ha. Ok, một lần nữa cảm ơn anh em Bác Sơn. Thưa các bạn thân mến, chúng tôi phải nói là chúng tôi rất là muốn lắng nghe những chia sẻ phần nào của rất nhiều anh em của Vũ Bản, của Dân Đình, của Sơn Nguyên, của Đông Mỹ, của Đồng Tiên, của anh em Gò Ngô, anh em Gò Ngô, anh em giới trẻ của Lái Thế Nhỏ. Vâng, chúng tôi cũng muốn dành một tràng tay nữa để chào đón anh em giới trẻ đến từ giáo sứ Bé Hạ và giáo sứ Vinh Đồng. Vâng, Bé Hạ, Đinh Đồng hay là An Phú cũng chính là quê hương của cha xứ, hay là các giới trẻ của tỉnh Bắc Cạn. Thưa các bạn thân mến, tôi xin đúc kết lại với các bạn một số câu chuyện như thế này, xin các bạn lắng nghe cùng với nhau. Người trẻ hiện tại đang có rất là nhiều thao thức
người trẻ đến từ rất nhiều câu chuyện trong cái quê hương của mình, nhưng rồi giới trẻ đang lên bây giờ họ đang cảm thấy mỗi ngày kết nối với Chúa với một phong cách. Và đây xin giới thiệu với các bạn một thầy sứ rất đáng yêu, rất đáng kính, thầy rất đẹp trai, trẻ trung. Thầy cũng đã bị trễ giờ vì cái thời gian đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng giờ đây thầy sẽ đến với đại hội và đến với các bạn trẻ có ý phút để chia sẻ với các bạn tâm tình qua đại hội này. Và một tràng pháo tay để thầy sứ sẽ đến là thầy rất đẹp trai, thầy quân gì đẹp vô cùng, một trong những người đẹp nhất và rất là một cái giải đẹp rất là đáp học, rất là hiền từ. Thầy sẽ đến với chúng ta qua chủ đề qua chia sẻ với tất cả các bạn những câu chuyện của người trẻ trong hôm nay. Một lần nữa 560 con người rồi 600 chàng với tay kia. Cảm ơn các bạn. Chúng ta tất cả các bạn. Vậy là bây giờ mình rất vui. Vì thế chúng ta sẽ cùng hôn vàng một cái băng dài này để cho chúng ta xin các bạn thích dậy tinh thần mình tí. Băng dài đơn giản này. Mình dài có tí tôi này, và tên tí này. Chúng ta, chúng ta. Đó, họ hỏi là tất cả các bạn đã biết đấy nhỉ. Cháu ở đại cháu chơi được chứ.
từ mãi đến lúc 10 giờ 10 giờ cho vào cái bài này có chuyện chia sẻ nhé. Cái bài chia sẻ này đúng ra là của Trà Thiết sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi mình cũng biết làm thế nào nên cho cậu nói thì thôi. Lý do là vì Trà Thiết này đi vắng hơn là về nữa, không kịp chia sẻ với các bạn. Và vì lý do đó thì mình chia sẻ với các bạn. Nếu mình chia sẻ thì mình cũng chả biết được chia sẻ thế nào. Lúc sau mình ra đây mình thấy cái logo này là được thể hiện được thực hành với tạo hiệp hành trong Đức Kitô. Các bạn đã nghe từ hiệp hành mấy năm nay đúng không? Ở đây có bạn nào có thể trả lời cho mình biết hiệp hành là gì không nhỉ? Hiệp hành là đồng hành này. Đồng hành với hiệp hành. Đồng hành với hiệp hành thì nó nếu chúng ta hiểu bình thường ấy, thì nó nghĩa cũng không khác gì nhau đấy đâu. Nhưng mà tại sao nó hệ sinh gì cái từ đồng hành này? Mà nó hay là dùng cái từ hiệp hành. Hiệp trong người thân. Thành là gì này? Thành hành động này. Thành hành động sẽ là hiệp thông trong hành động. Hiệp thông hành động nghĩa là chúng ta kêu ra đánh nhau là cái hiệp thông hành động nhé. Kêu nhau là đánh nhau là hiệp thông hành động nhé. Đúng không nhỉ? Thế nếu mà vì thời gian có hạn chúng ta không đủ thời gian để phân tích lý do vì sao có thể dùng từ không dùng từ khác mà phải dùng từ hiệp hành, không từ đồng hành hay là gì đó, nhưng mà chúng ta có thể dùng từ hiệp hành thì các bạn có thể hiểu đơn giản như thế này. Hiệp ở đây có nghĩa là cùng, hiệp là cùng luôn, hành đây là đi, đây là từ Hán Việt. Hiệp hành ở đây có nghĩa là cùng đi, chúng ta cùng đi với nhau. Ví dụ chúng ta cùng đi với nhau trên một chuyến xe này, cùng đi với nhau trên một đoạn đường, hay là cùng học với nhau trong mấy năm cấp 3, hay những năm cấp 2, các bạn cũng đi học cấp 3, cấp 2 đúng không? Hoặc là sau này các bạn lên các bạn đi học đại học, học đại học cao đẳng. Hoặc là lấy một cách dễ hiểu là chúng ta cùng nhau đến đây tham dự đại hội đức trẻ này, đấy là hiệp hành. Nhưng mà hiệp hành nó không chỉ là cùng đi, nếu chỉ cùng đi thôi thì là chưa đủ. Chúng ta phải cùng tin với nhau, cùng có một cảm xúc, cùng có một đức tin. Như vậy mới là hiệp hành mà nhân trí, nhân trí lớn. Như bài tin mừng chúng ta vừa nghe là chúa tin với chúng ta làm sao nhỉ? Chúa tin với chúng ta làm sao nhỉ? Lời cha thế thánh, xin cha vì những cái vấn đề gì vậy? Con dân cha mà cha đã ban cho con để sao nhỉ? Để họ, đúng không đó? Để họ nên một như chúng ta và nên một để họ nên một cũng chính là hiệp hành. Chúng ta có thể hiểu là hiệp hành là cùng đi với nhau, và nếu mà hiệp hành theo nghĩa của giáo hội muốn đó là chúng ta cùng có cùng một cảm xúc, cùng một đức tin, cùng một suy nghĩ và cùng một hành động như nhau. Và để làm điều này thì thực sự các bạn thấy là cái thực tế này nó rất khó của chúng ta làm cái chuyện này. Vì mà chúng ta, nếu mà chúng ta không biết là vì sao chúng ta hiểu hành thì chúng ta không thể hiểu hành được đúng không? Tôi hỏi đặt ra ở đây là tại sao chúng ta phải hiểu hành? Các bạn biết tại sao không? Không ai biết tại sao? Thì bạn mình cũng không biết là lý do tại sao phải hiểu hành. Tại lúc những đầu tiên thì mình cũng không nghĩ ra phải làm thế nào để giải thích cho các bạn đưa ra cái lý do nào cho các bạn biết. Nhưng mà khi mình đặt cái câu là nhờ trong cái câu đó thì mình nhớ đến cái bài tin mừng này, và khi nhớ đến bài tin mừng này thì mình lấy ra cái bối cảnh của tin mừng nói là tại sao chúng ta phải làm thưa đó là ý muốn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã muốn chúng ta nên một, và chính Ngài đã cầu nguyện xin Cha gìn giữ họ nên một như chúng ta là một. Vì thế Chúa Giêsu muốn chúng ta là cùng đi với nhau, cùng ở với nhau, cùng đồng hành với nhau, và như các bạn nói là cùng hành động với nhau. Thưa các bạn, thưa các bạn, chúng ta đã cùng hành động với nhau. Nói thì dễ thôi, nhiệt hành, nói nhiệt hành dễ dễ. Nhưng để sống nhiệt hành, mà sống nhiệt hành trong Đức Kitô thì nó lại càng khó. Trong qua các bạn là tin mừng của người đó, thì mình là tư bản thân mình nữa, không phải là... Không, tư bản thân mình. Với những cái mình đã học được ở trong thử viện, với những gì mình đã đi giúp ở cái giáo xứ và những kinh nghiệm sống bản thân mình, thì mình xin đưa ra ba cái tâm thế để có thể giúp các bạn sống nhiều hành. Ba cái tâm thế. Nếu mà các bạn đã từng nghe ở đâu đó có rất nhiều rồi, có rất nhiều cái tâm thế hay có nhiều cách thức để sống nhiều hành. Nhưng mà trong cái đại hội là lúc nào đó với bản thân mình, thì mình đưa ra ra ba cái điều này. Có thể các bạn đã nghe, có thể các bạn đã biết, có thể thì các bạn xin các bạn nghe lại. Còn có thể các bạn có thể sống đang sống rồi. Mình nghĩ các bạn đang sống rồi, các bạn đang ở đây là các bạn đang sống ra điều này rồi.
Điều thứ nhất mà mình muốn các bạn có để thực hành đó là cảm thức thuộc về Thiên Chúa. Cảm thức thuộc về Thiên Chúa. Dấu hiệu nào để giúp chúng ta biết rằng chúng ta có thuộc về Thiên Chúa hay không? Theo bản thân mình rồi, chúng ta biết rằng thế gian rất chúng ta. Thế gian rất chúng ta, đó là cái dấu hiệu mà chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Nếu mà nói được về Chúa thì chúng ta nói rõ ràng thì với nhau rằng là tôi cho là chúng ta nói về cảm thức tuyệt vời. Các bạn nào có thể trả lời cho mình thế nào là cảm thức tuyệt vời không nhỉ? Mình nghĩ là các bạn biết rồi. Mình nghĩ là các bạn biết rồi. Các bạn nào có thể trả lời được không? Chúng ta có công nào rồi? Bình thường đâu? Không có à? Khi có đâu? Là có. Có rồi. Các bạn có thể nói là nào có thể trả lời cho mình biết là cảm thức tuyệt vời là gì đấy? Và cái gì nhỉ? Khi mà đến đây, các bạn sẽ bảo là nào là chúng ta được tặng tay cho ạ. Con thưa thầy, cho con thì cái đấy con không thích là ý thức về tình yêu. Chứ cái cảm thức tình yêu đấy thì con cũng chưa biết. Xin chào cả những bạn, bạn rất đơn giản, bạn nói rõ rồi, nhưng mà khi mình ra nói với các bạn rõ hơn một chút nữa, cảm thức tuyệt vời là chúng ta cảm thấy chúng ta thuộc về ai đó, là chúng ta cảm thấy chúng ta thuộc về nơi nào đó, mà chính cái nơi cái người đó, những cái nơi mà mình cảm thấy mình thuộc về, nơi cái người mà mình cảm thấy mình thuộc về, cái nơi đó chúng ta cảm thấy chúng ta bình an, cái nơi đó chúng ta cảm thấy chúng ta được tự do, cái nơi đó là cái nơi người đó chúng ta cảm thấy chúng ta là sống, là chính mình. Ở đây nhé, những bạn nào có người yêu mà không có cái cảm giác đấy nhé, thì các bạn suy nghĩ lại. Thì các bạn suy nghĩ lại nhé, ở đây những bạn có người yêu ra tay nhé. Ở kia thì không dám ra tay nhé. Thật với lòng mình nhé. Ở đây nhé, mà anh không có người yêu, thấy đấy thì nói vào thì kia ra tay nhé. Ở những ai không có người yêu ra tay. Nhớ tại sao? Đấy nha, những ai không có yêu, những ai có người yêu thì các bạn thử nghĩ xem mình có cảm giác đấy không? Mình có cảm giác mình thuộc về người đó không? Mà nơi người đó mình cảm thấy bình an, mình thấy cảm thấy được tự do và mình cảm thấy mình là chính mình. Nếu mà không có cảm giác đấy nha, thì các bạn thử nghĩ lại. Còn các bạn nghe chung yêu cho tao rồi. Các bạn nhớ cho nha, khi mà các bạn thích ai đó hay yêu ai đó mà các bạn không có cái cảm giác đó nha, thì cũng như suy nghĩ là chưa chắc có phải đâu. Ở đây mình chỉ nói là rõ là chưa chắc thôi nha, không phải là không phải hay là không, nhưng mà rõ là chưa chắc. Vì thế là các bạn suy nghĩ về chính này, khi nào mà chúng ta cảm thấy chúng ta yêu một ai đó thì chúng ta có cảm giác là chúng ta ở bên người ấy thì chúng ta không thấy tự do, chúng ta không thấy bình an, mà chúng ta không là chính mình, thì các bạn nên suy nghĩ lại rồi đó. Vì thế cái điều quan trọng nhất trong cái câu của chúng ta là để mà sống đời này thì chúng ta vừa phải chúng ta phải cảm thức chúng ta thuộc về, mà thuộc về chính là thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng là ma quỷ bây giờ kinh doanh lắm, nó cho chúng ta biết một số thông tin này, hay là cho chúng ta làm được một mấy cái việc dễ dàng, chúng ta dễ tin theo, chúng ta dễ chấp nhận một chút, hay là chúng ta dễ sai ra, à tôi hy sinh tôi đi đẹp trai, tôi hy sinh tôi đẹp hát, rồi tôi tham gia nhiệt tình, tất cả các đại hội tôi đều tham gia. Chúng ta dễ lên mặt cái chuyện đấy lắm. Nên là mà khi ta chúng ta dễ lấy thì chúng ta là dễ đánh mất mình chính mình. Và nhiều khi á, chúng ta không biết là chúng ta đang thuộc về cái điều gì nữa. Nói cho một chút tôi dễ hiểu á, thì các bạn muốn mạng xã hội nha, ở đâu có ai dùng Facebook rồi đây? Không dùng Facebook nha. Thôi, các bạn ở đây các bạn nào không dùng Zalo. Ừ, đừng dễ được. Tóm lại ở đây các bạn nào không dùng một cái mạng xã hội nào. Đó, thế là các bạn như mình đấy. Mình ở đây thì mình vẫn phải dùng mạng xã hội đó là Zalo. Còn Facebook mấy cái kia thì mình không dùng, nhưng mà thứ nhất là mình cũng dùng Zalo. Nhưng mà các bạn biết đến là Facebook rồi là TikTok là đấy là mấy cái mạng xã hội mình cũng không thuộc lắm. Nhưng mà khi các bạn đưa một cái ảnh lên mạng này, hay là viết một dòng status hay là đăng một cái video đúng không, thì các bạn ngồi gì, ngồi chờ đúng không,
trò xem là được mấy người xem này, kiểm tra điện thoại xem là có 50 người xem này, một like, thả tin này. Chúng ta ngồi chúng ta chờ, và khi chúng ta thấy là thế, cứ thêm một trái tim này, thêm một like là thấy người nó cứ lên nữa, lên dần. Đấy, cái đấy nó không có gì là xấu xa đâu, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ tìm bán trong cái đấy là chúng ta dễ thế, là chúng ta muốn, chúng ta thấy muốn được người khác quan tâm này, muốn nó nổi tiếng hơn này, muốn người khác chú ý này, nhất là khi chúng ta làm cái gì lạ lạ đưa lên được đến được người khác tung hô. Và những cái chuyện đấy là nó chỉ dẫn chúng ta đến cái chuyện là chúng ta tự cao. Và khi chúng ta cảm thấy chúng ta được yêu thương ở trong cái thế gian này là chúng ta đang xa lìa Thiên Chúa. Và cái cách thức để chúng ta thuộc về Thiên Chúa thì không có cái việc khác hơn chính là tham dự thánh lễ và các bí tích. Đấy là điều đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn, là nếu chúng ta muốn sống hiền lành thì chúng ta phải sống cái cảm thức thuộc về Thiên Chúa. Điều thứ hai là chúng ta muốn sống hiền lành đó là chúng ta phải sống gì, các bạn biết sống gì rồi? Điều thứ hai mà chúng ta phải sống hiền lành là chúng ta phải có tinh thần rộng mở và bao gồm. Rộng mở ở đây có nghĩa là chúng ta không chấp kín và cũng không cho cụ. À, bao gồm ở đây có nghĩa là không loại trừ và không chia rẽ. Ô, sống hiền lành thì liên quan gì đến bao gồm, như loại trừ, như chia rẽ này? Chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta sống cho cụ thì chắc chắn là chúng ta không hiện diện ở đây. Nếu mà chúng ta sống chia rẽ thì chúng ta không có mặt ở chỗ đây lúc này. Vì thế là khi các bạn có mặt đây, các bạn đang hiện diện đây là mình biết các bạn không sống cho cụ rồi, không sống, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khi chúng ta đang ở đây là chúng ta đang sống bao gồm như thế này. Chưa dễ, nhiều khi chúng ta cũng không biết là chúng ta sống có đúng không, sống chưa dễ có khó không. Nhưng mà thực sự ra chúng ta sợ vì chúng ta không đổi ý đâu. Chúng ta dễ bị chưa dễ này lắm. Nhiều người trong các cộng đoàn dễ chưa dễ này lắm. Đúng, nhưng mấy cái bạn lên đây nói chưa phải mình, chưa mình khuyên. Các bạn hãy cứ thích những chuyện của bạn đấy, là những trẻ này các bạn có những chuyện mà các cha các thầy những các thầy cũng đang thay thích cái chuyện này, đó là sự kết hợp giữa giới trẻ và thiếu nhi chính xác. Một cái chuyện với giới trẻ và thiếu nhi, khi giới trẻ không kết hợp được với thiếu nhi thì mọi công việc ở trong giáo dục nhất là liên quan đến giới trẻ thiếu nhi rất khó làm. Mà bây giờ chúng ta biết là các bạn muốn có giới trẻ thì các bạn lấy người rồi đấy. Các bạn lấy cơ thể, các bạn lấy nguồn thiếu nhi đúng không? Nhưng mà chúng ta không chơi với thiếu nhi thì nguồn ở đâu? Đi, chẳng lẽ là khi chó là đi sang nhỏ lấy nguồn với trẻ về à? Hay là tâm hồi sang nhà cháu? Nhận nguồn cơ thể sang nhà cháu nhận không? Thế không văn này cũng được, nhưng mà không chuyện như thế. Vì thế, để mà không chơi với thì xin các bạn nhỉ? Các bạn lấy nguồn cơ thiếu nhi, đó là nguồn sống của chúng các bạn sau này. Các bạn nghĩ cái mốc 15 năm này có ngắn không? Thời gian ngắn rồi. Nhưng mà để 15 năm liên tục này có dễ đâu. Rất khó nhỉ. 15 năm liên tục này thì bao nhiêu mất trẻ đã phải qua đi rồi. Bình thường á, anh báo anh khi tham gia cái vụ này, anh sắp lên ngộ rồi. Mà anh vẫn nhiều trẻ người hiếp. Mình cũng như tu thì chắc cũng có mấy cháu rồi. Nhưng mà khi các bạn nhỉ, để một trong những tư thế mà chúng ta sống hiệp hành đó là chúng ta không chia rẽ. Và cái cách mà các bạn làm dễ nhất đó là các bạn hãy lên đến các trẻ nhỏ và giúp đỡ các em. Và từ đó chúng ta mới có nguồn các em lên thì mới giữ lại được những cái gì mà các bạn đã cố gắng trong ngày hôm nay. Vậy có một điều tiếp theo, đó là điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cách thức sống hiệp hành, đó là chúng ta hãy sống thật trong tình yêu. Sống thật trong tình yêu đúng không? Ở đây có mấy bạn tình yêu nhỉ? Để xem giơ tay lại xem này. Nếu mà các bạn chưa bao giờ yêu được hơi khí mình đây nhá, như anh báo nói là nhìn thì có vẻ hơi già cũng rồi, nhưng mà mình cảm thấy mình trẻ là mình đi giúp như thế như nhỉ, mình giúp giới trẻ rồi nên mình có vẻ hơi trẻ chúng tôi. Nhưng mà mình cũng đã từng yêu rồi, đã từng yêu. Bạn nào mà chưa yêu thì yêu ngay đi nhá, tình yêu của trẻ nó đẹp lắm, đẹp hơn đó, đẹp hơn nó đẹp, tình yêu của trẻ rất đẹp. Nhưng nếu mà chỉ có tình yêu không á, chỉ có tình yêu không thì sao rồi?
chỉ có tình yêu không? Ở đây mà chỉ có tình yêu không nhỉ? Có người biết là ở nơi nào mà chỉ có tình yêu không? Ở trên biên đảng, đúng rồi. Nhưng mà ở dưới trần gian này cũng có một nơi mà chỉ nói có tình yêu, có người biết ở đâu? Không, 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 không. Đó là lưu ở đây chỉ có tình yêu, chỉ nghĩa tình yêu. Theo mình cái nơi đấy, đó là trong mơ. Chỉ có trong mơ thôi. Chỉ có trong mơ mà chúng ta mới mơ thấy cái tình yêu được. Các bạn đã xem phim tình cảm rất nhiều đúng không? Các bạn làm tích tắc đúng không? Mơ về tình yêu được, đảm bảo các bạn. Tình yêu được thật vậy, nhưng mà nó không được. Như ở trên phim đây, toàn phim đoán ở trong mơ. Nếu mà chỉ có tình yêu không ạ, uống thuốc ngủ, mơ, ngủ được. Vì thế mình bảo các bạn là chúng ta hãy sống tình yêu. Sống tình yêu nhưng mà sống thật. Và điều chúng mình nói với các bạn là các bạn hãy sống thật trong tình yêu. Nếu mà chỉ có sự thật không thì sao nhỉ? Nếu mà chỉ có sự thật không ấy, thì sao? Thì các cuộc gặp gỡ như thế này ạ. Chúng ta dễ đứng thẳng những con trẻ. Nếu mà chỉ có sự thật không ấy, là không được, là không được. Cái này không được, cái này không được. Ông thầy nói là cái linh tinh, không được. Tất cả chúng ta đều xác đoán. Nếu mà chúng ta chỉ có sự thật không ấy, thì chúng ta dễ trở thành những con trẻ hạ khắc và thiếu lòng thương xót. Vì thế mình nói với bạn là chúng ta phải sống thật, nhưng mà sống thật trong tình yêu. Chỉ khi nào sự thật và tình yêu ấy, chỉ khi nào sống trong sự thật và tình yêu ấy, thì khi đó chúng ta mới sống như thế được. Như bài tin mình có nói đúng không? Lời cho là sự thật, lời chúa là sự thật. Và Chúa Giêsu nói là Ngài là sự thật đấy. Là con đường và là sự sống. Ngài Thánh Gioan cũng nói chúng ta là Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa vừa là sự thật vừa là tình yêu. Vì thế mà chúng ta muốn sống hiện thành trong Đức Kitô thì chúng ta phải sống như vậy. Sống thật trong tình yêu. Nhưng mà làm sao để sống thật trong tình yêu nhỉ? Đây, các bạn thử thử những xem là có thể chúng ta có thể sống thật trong tình yêu được không? Có thể không? Ở đây nói là không có thể, còn ở bên này nói là không thể. Thực ra với mấy cái người mà gọi tính bi quan, những người nào mà có tính bi quan thì nói là không thể sống được. Nhưng mà chúng ta là ai nhỉ? Không, khi được người tôi chúng ta trở thành gì nhỉ? Chính xác, khi được người tôi chúng ta đang trở thành Kitô hữu rồi. Và Kitô hữu của chúng ta thì sao nhỉ? Chắc chắn chúng ta làm được. Bởi chúng ta Thiên Chúa làm được, và Chúa Giêsu đã làm được. Và chúng ta sao? Chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta là môn đệ của Ngài, chúng ta đứng đi trên con đường đó thì chắc chắn chúng ta có thể làm được rồi. Có thể nhá. Nhưng không dễ. Làm sao mà nói không dễ? Bây giờ chúng ta biết rồi, bây giờ người ta xúc phạm đến mình đúng không? Quá tuyệt vời, quá đức. Người ta nói xấu mình đúng không? Buồn không? Buồn. Mà chúng và các bạn để tâm này trẻ rồi, mình chắc chắn các bạn biết là trong cuộc sống này nó có rất nhiều điều ấm ức, nó rất nhiều sự dối trá, rồi nó rất nhiều những sự đau thương, cái sự thật đau thương. Vì chúng ta biết là giáo hội đang phải đối diện với sự thật đau thương này. Mà có những sự thật đau thương mà chúng ta không thể tránh được. Chẳng hạn như mà bây giờ nhà ai là có bố mẹ bị ung thư hay bị tai nạn đấy, có những sự thật đau thương ở đây chẳng được. Và còn những bạn nào đã yêu rồi mà bị phản bội trong tình yêu, đó là sự thật đau thương các bạn không thể tránh né được nhá. Sự thật đau thương các bạn không thể tránh né được. Nhưng làm thế nào thì chính lối sống của thầy cho giúp chúng ta sống điều này. Thực hành không phải là cái lúc khi xảy ra những chuyện đó, thực hành không phải là cái lúc để chúng ta xác đoán được cái đó này, nhưng thực hành là cơ hội để chúng ta nhìn thấy đó là sự thật, và cũng là cơ hội để chúng ta nhìn thấy sự yếu hèn của thân phận kiếp người chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy ra điều đó thì chúng ta biết rằng là chúng ta cần đến Thiên Chúa, cần đến lòng thương xót của Ngài. Vì thế cách mà chúng ta sống thật trong tình yêu đó là các bạn hãy tự nhiên ý thức điều này. Và chính những cái hoàng sang sư cô này đã nói với các bạn điều này, đó là chúng ta nên ý thức rằng là chúng ta là ai. Khi các bạn nhớ là khi mình đọc báo hỏi Đức Giáo Hoàng, Ngài là ai thì Ngài trả lời gì? Tôi là gì? Tôi là tội nhân. Ôi, một trong các thầy lớn các bạn. Một trong các thầy lớn.
chúng ta phải hoàn toàn đúng ạ. Chúng ta để thấy điều đó, chúng ta phải ý thức rằng tôi là tội nhân, chúng ta là những tội nhân. Khi chúng ta là những tội nhân thì chúng ta mới chuyên tế nhìn nhận những thiếu sót và vi phạm của người khác. Chúng ta ý thức chúng ta là tội nhân thì chúng ta có thể rất dễ dàng chấp nhận những cái khuyết điểm hay cái sự lừa dối hoặc là những cái đau thương mà chúng ta phải gặp và chúng ta không thể tránh được trong cái cuộc sống này. Thì vì thời gian đó thì mình xin tóm lại cái điều này này, để sống được hành này, để sống được hành thì thứ nhất chúng ta phải có cảm thức thuộc về Thiên Chúa. Mà chúng ta có cảm thức này ngay khi chúng ta hiện hữu ở trên cuộc đời này, chúng ta thuộc về Thiên Chúa rồi. Khi chúng ta được giải thoát là chúng ta chắc chắn chúng ta thuộc về Thiên Chúa rồi. Cái quan trọng là các bạn khơi lên cái cảm thức chúng ta thuộc về Thiên Chúa qua việc tham dự hôn lễ hay qua việc chúng ta tham dự chính đại hội này, là chúng ta cảm thấy được Chúa. Điều thứ hai mình nói với các bạn là chúng ta đừng thánh thuộc với anh nhé. Và một trong những cái thế giới chúng ta sống yêu thương đó là yêu thương chính mình và yêu thương các bạn trẻ, nhất là các em thiếu nhi, để chúng ta có những cái người nối tiếp chúng ta sống và giữ cái ngọn lửa với trẻ này. Và điều cuối cùng để sống hiền thành đó là chúng ta phải sống như vậy, sống thật trong tình yêu nhỉ, phải sống thật trong tình yêu. Dù rằng cuộc sống này có rất nhiều khó khăn, dù rằng chúng ta thật khó để sống hiền thành trong Đức Kitô, nhưng mình tin rằng với ý muốn của Thiên Chúa và sự cố gắng của bản thân, chắc chắn các bạn sẽ làm điều đó. Và những sự kiện của bạn ơi chính là chính là điều đó rồi. Chúc các bạn sống hiền thành trong Đức Kitô, để chúng ta nhờ ngày đó chúng ta sẽ được cùng nhau trở thành con một cho trên trời. Nếu chúng ta sẽ cùng nhau hô vang chào một trăm nhá, hướng tâm. Chúng ta là về một câu chuyện, đó là câu chuyện của những người trẻ là những thành phần rất là trẻ trung trong giáo hội, chúng tình hiệp thông tham gia và sứ vụ. Đó chính là tất cả những thông điệp về người trẻ hiệp hành với giáo hội, người trẻ hiệp hành trong Đức Kitô. Giờ đây xin mời các bạn chúng ta chuẩn bị tâm hồn để chúng ta bước vào giờ cầu. Thank you.
thể. Tất cả chúng ta hãy chuẩn bị cả tâm hồn ở phía đền thánh An Côn, các cha giải tội đang ngồi, các bạn trẻ về thầy thánh thể, các bạn có thể ra gặp gỡ Chúa Giêsu qua bí tích ra ngoài ở phía cuối nhà thờ, đó là về phía đền thánh An Côn. Chúa ở đây cùng đoàn con, cho chúng con được nhìn như thế, chúng con nghe được nơi đây lời người dạy. Hãy về đây, hãy ngồi lại đây như thế, không cần phải câu chuyện nhà kho gì, không cần phải trẻ kia gì, nhưng xin tất cả hãy cho Chúa một cơ hội được ngắm nhìn, cho Chúa một cơ hội được ngắm nhìn con, cho Chúa một cơ hội để chạm lại con, cho Chúa một cơ hội để yêu lấy con. Xin vui chúc mừng cho con được cảm nhận tình yêu của Chúa Thánh Thể. Để người đã ở đây rồi thì xin người ở lại trong lòng con, ở lại với đôi mắt lo lắng, với cảm xúc thiêng liêng đầy tha thiết, đầy nhớ nhung của con. Duy Sư Thánh Thể ơi, giờ này xin người ở lại cùng con. Thank you.
vô cư thánh thể con này vô cư về những nơi mà của cha vô cư về thăm lại lần vườn của cha cho lần vườn của cha được mở ra cho ngôi nhà của cha được mở ra để con được ở những vườn vô cư của cha Thank you.
đàn lá bình thân của con được con được thịt con được thịt là con được thịt đó với từ tình hình với nhau. Mời người hợp ý văn minh khi con mời con một chút sợ hãi, một chút ít con, một ít khoảng khắc yêu thương trong đức phật lành của đời người trẻ chúng ta. Xin tất cả giờ này trong giây phút hiện tại này đây, chúng ta được buông đi tất cả, buông đi những nợ nần vướng mắc của ngày hôm qua, buông đi những lỗi phạm, những vấp ngã của tuổi trẻ ngông cuồng hôm thôi, và dâng lên vô tư khoảng khắc tĩnh lặng này. Xin lời mời gọi thì thần từ trời cao ở lại với con, ở lại khi con về con. Giê-xu ơi, xin ở lại từ con. Một chú sư rất gần tôi, chú thủ chứa thì có một ý nghĩa gì đó rất lớn với cuộc đời tôi, để người ở đây khi người dành cho tôi một cái nhìn tôi yếu, người tin rằng tôi là một tội nhân, và một khoảng cách của tôi với chú sư ở dưới khi tôi tin vào bạn. Xin các bạn với mình vào người, xin đừng có người gì cả, để cho dưới khi có cơ hội được chạm các bạn ra, được chạm lấy tôi, và tôi là bạn của dưới khi. Trong con giờ này có nhiều công sự, có nhiều điều con muốn nói với Chúa. Đây là con Chúa, và Giê xu Thánh Thể, Giê xu Thánh Thể ơi, người đang ở đây đang ngắm nhìn con bằng cả đôi mắt đầy từ ái của người. Người đã dành cho con một nụ cười tươi sáng trong trái tim tràn đầy lòng thương xót của người, vẫn có một chỗ dành cho con. Vâng, vẫn có một chỗ dành cho con. Giê-xu ơi, hiện diện tại nơi đây, người không cần muốn nghe thấy tội tình con đã mất,
những lỗi người đã không còn chỗ của những lỗi phạm mà ba năm tháng tuổi trẻ dạy về con lạc lối. Của con hãy nhận lấy đôi chân rất hạn này đã bao năm rồi cứ bỏ chúa mà đi và lễ vật vinh người một tấm lòng tan nát là cuộc trở về tận đầy vui vẻ của con khoảnh khắc này ở lại với con khi từng người thương xót lời thiên chúa toàn năng hằng hữu, chúa đã dùng sự khôn ngoan chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thiên nghe lời chúng con cầu nguyện
và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công thức đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.